Đó, bây giờ là bỏ một đĩa nè, bỏ thêm một đĩa nữa là hai đĩa ha. Rồi hoặc là bỏ thêm nhiều đĩa hết. Đấy, nó để đây như thế này. Rồi sau đó là bắt đầu là người ta sẽ bấm play. Ví dụ như hết cuốn băng kia chạy lại, sau đó người ta chỉ cần bấm đến cái phần lay thôi, không cần phải bỏ thay đĩa để làm gì cả. Đó, anh em thấy nè, một đĩa nó sẽ rơi xuống và phần kim nó sẽ chạy vào nè. Rồi giả sử như cái phần kim này nó chạy đến hết bài và nó quay trở ngược lại. Đấy, thì bắt đầu anh em thấy cái bắt đầu nó sụp sịch và nó rớt thêm một cái đĩa thứ hai. Đấy. Đó, đó là cái khả năng chơi rớt đĩa. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio. Và ngày hôm nay em sẽ làm một cái clip hướng dẫn tất cả anh em về cái định nghĩa khả năng chơi rớt đĩa của tất cả những cái mâm than cổ hồi xưa, đặc biệt là những cái con tủ đài. Thì đối với tất cả những cái con tủ đài nào mà nó đi kèm với một cái cây dài này nè, là hồi xưa là khả năng người ta chơi rớt đĩa, việc là có thêm những cái phần chặn đĩa đây. Anh em thấy nè, cái đồ chặn đĩa hồi xưa nó rất là to và toàn bộ cái này được làm bằng kim loại hết, rất là đẹp. Đây là một cái phần thanh rời để chúng ta bỏ vào những cái đĩa hát bình thường ha. Còn đây có thêm một cái thanh ở dưới đây, chúng ta có một cái độ nảy nè và cái phần cơ nó làm rất là vi diệu. Bây giờ em sẽ bỏ vào đây. Đấy. Anh em xoay vòng một tí thì nó sẽ cố định luôn, tại vì cái lưỡi gà của nó sẽ đi xuống dưới đây ha. Nếu mà không có cái độ chặn này thì cái phần đĩa nó rất là trong trơn, thì nó phải có này. Thì nhìn nè, đấy, anh em nhìn nè, nó rất là chỉnh chu và rất là đẹp. Sau đó chúng ta bấm lay, tùy theo cái cơ chế của mỗi đĩa than, lay hoặc là đưa đĩa vào thì tùy. Còn cái con này nó sẽ là cơ tự động thì chạy vào. Đó, anh em bắt đầu cái đĩa nó sụt sịch nè. Đây, nó rớt xuống và sau đó nó chạy luôn, kim bắt đầu đưa vào. Đây là cái khả năng chơi rất đĩa hơn. Ví dụ như khi mà anh em chơi á, đưa lên đây, đưa trả về thì nó ngưng. Vì sao mà người ta phải chơi rớt đĩa? Thì hồi xưa khi mà người ta chơi là người ta, cái tính ứng dụng của ta nằm ở chỗ là người ta chơi nhiều đĩa than trên cùng một lúc, người ta lười biếng trong cái việc mà để cái phần đĩa than. Thì bây giờ em sẽ thao tác để cho anh em xem ha. Hiện tại em có một tay rồi, đâm ra nó hơi video nó chưa được hoàn chỉnh lắm, mong anh em thông cảm. Đó, bây giờ là bỏ một đĩa nè, bỏ thêm một đĩa nữa là hai đĩa ha. Rồi hoặc là bỏ thêm nhiều đĩa hết. Đấy, nó để đây như thế này. Rồi sau đó là bắt đầu là người ta sẽ bấm play. Ví dụ như hết cuốn băng kia chạy lại, sau đó người ta chỉ cần bấm đến cái phần play thôi, không cần phải bỏ thay đĩa để làm gì cả. Đó, anh em thấy nè, một đĩa nó sẽ rơi xuống và phần kim nó sẽ chạy vào nè. Đấy. Rồi giả sử như cái phần kim này nó chạy đến hết bài và nó quay trở ngược lại. Đấy, thì bắt đầu anh em thấy cái bắt đầu nó sụp sịch và nó rớt thêm một cái đĩa thứ hai. Đấy. Đó, đó là cái khả năng chơi rớt đĩa. Đối với những cái con tủ đài thì khả năng chơi rớt đĩa nó rất là hiếm và nó có giá trị sưu tầm rất là cao.
đẹp nhé. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.